Chào mọi người, sau đây thì mình sẽ tổng hợp tin tức về bảng tổng sắc huy chương SEA Games 30 mới nhất vào chiều tối ngày mùng 10 tháng 12 năm 2019. Trong chiều tối ngày hôm nay thì đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trận cuối cùng để quyết định lấy được huy chương vàng hay không. Mà mình tin chắc thì đội tuyển Việt Nam đã giành và sẽ giành được huy chương vàng với tỷ số 3-1 trước đội Indonesia rồi và sau đây mình sẽ vào bảng tổng sắp huy chương SEA Games. Vào trong uh, chiều tối ngày hôm nay thì đội tuyển Việt Nam đã vượt trên đội tuyển Thái Lan với 91 huy chương vàng, 84 huy chương bạc và 102 huy chương đồng. Đội tuyển Thái Lan còn khách cách chúng ta có hai huy chương. Đội tuyển Thái Lan đã giành được 89 huy chương vàng. Tiếp theo là đội Indonesia. Đội tuyển Lào và Đông Timor vẫn chưa giành huy chương vàng nào. Trong khi đó, đội tuyển Đông Timor đã giành được một huy chương bạc và năm huy chương đồng. Và đây là là bảng tổng sắp từ sáng cho đến chiều. Sáng nay thì đội tuyển Việt Nam bị đội tuyển Thái Lan vượt mặt. Nhưng trong ngày hôm nay thì đội tuyển Việt Nam đã giành được 11 huy chương vàng để leo lên vị trí thứ hai và nếu mà đội tuyển Việt Nam mà giành được huy chương vàng trước đội tuyển Indonesia thì đội tuyển Việt Nam sẽ càng ngày càng giữ vững được cái top 2 trên bảng xếp hạng. Và giành được huy chương vàng sau rất nhiều năm mà người dân chúng ta mong đợi chúng ta cùng hướng về màn hình hướng về đội tuyển việt nam cổ vũ cho đội tuyển việt nam vô địch sea games sau đó hướng vào world cup xin chào tất cả mọi người